nuôi cá. Kinh khủng. Thank you.
mới bị xong. Trường mới bị đánh xong nữa. Ừ. Dính đi nên khó nè. Em ăn rồi hả? Em ăn cơm chưa? Ừ, ăn chưa? Múc được hai con sâu luôn. Đi 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 An Phú mua đó hả? Đau không? Sạch anh luôn. Phải chị quên tí em coi không, chị em rót thì cho coi. Yeah. Chắc clip bé mới nãy xóa nè. Bé này ít nhưng mà chất lượng. Nhỏ xíu. Ôi, chết rồi.